Yo, chào các bạn quay trở lại kênh của mình là Hugo Dư. Đây em có thể chưa biết mình chuyên review và trải nghiệm về cá cảnh như là đồ ăn và vân. Thì hôm nay mình đang ở Bến Tre các bạn ha, đang ở cái hồ của ông anh mình, hồ cá Ân Tâm đó. Thì hôm nay mình xuống ngay nghe cái ngày mà mưa gió bão bùn luôn các bạn đó, mưa rất là lớn nha, mưa từ sáng cho tới giờ luôn, tới giờ tới trưa vẫn chưa hết luôn. Hồi sáng xuống còn cúp điện, cúp nước nữa các bạn. Thì hôm nay mình xuống đây á, là thứ nhất là mình bảo trì hồ thủy sinh. Thì ở trong kia thì mình có một cái clip mình bảo trì hồ thủy sinh rồi đó, các bạn nào muốn xem cách mình bên team của mình đi bảo trì thì các bạn xem lại clip đó. Rồi thì ở cái hồ Ân Tâm này á, thì nó có vấn đề gì? Khoảng một tuần hai tuần trước á, thì những cái con Ân Tâm này đó, nó bị chết khoảng một hai con, hai ba con gì đó. Mình mới phải bây giờ mình phải xuống mình để tìm hiểu cái lý do mà con cá nó chết đó, rồi mình sẽ giải quyết, mình khắc phục để mình không có để những cái con còn lại nó đi theo nữa. Ok, thì bây giờ anh em mình sẽ làm một số cái, ví dụ như là bây giờ mình sẽ kiểm tra nồng độ nước nè, mình vệ sinh lọc nè, và do mình kiểm tra nhiệt độ của mình thấy nhiệt độ nó hơi thấp, buổi sáng buổi trưa mà nó hơi thấp thì buổi tối nó còn sẽ thấp hơn nữa, thành ra là nhiều khi cá nó bị túm, nó bị nó bơi chậm thì kia nó không có sung đó. Thì mình sẽ kiểm tra một số cái, mình gắn máy móc vô rồi mình sẽ vệ sinh lọc lại và mình kiểm tra chất lượng nước. Ok, rồi bây giờ mình sẽ tháo cái sưởi bao dung 1500W này. Mình dán keo dưới à. Đây, 1500W nha. Hai cái sưởi mình sẽ gắn cho hai đầu của cái hồ tâm. Hai cây 1500W, hai đầu là ok rồi. Đây các bạn ha, đây là hai cây sưởi bao dung đó. Đây ông anh mình đang gỡ một cây ra để gắn trước. Rồi còn đây là cây UV cũng của bao dung luôn. Đó là 40W. 40W ha. UV đã diệt đeo tảo. Lên, ủa anh Thành đi. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái sưởi các bạn ha. Cái bảng điều khiển để ở ngoài. Cái này nhận bọ các bạn. Bảng điều khiển để trên thành hồ cũng được anh. Để hồ khó chỉnh. Để đây ha. Rồi. Lấy xuống thôi. Hít cái dưới xuống luôn, hít cái dưới vô luôn. Cái hít ở dưới á, sửa lại. Dưới này nó bị cong rồi. Sửa lại. Rồi hít vô rồi dính vậy đó. Rồi hít ở trên thôi, rồi lấy xuống thôi. Để đây ha. Để. Rồi. Xuống chút nữa được không? Chút nữa hả? Ừ. Xuống nửa hồ đi, hơn nửa hồ rồi, ok. Được ha. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ rút cái bảng điều khiển lên đây các bạn ha. Để cho nó gọn, để dưới lòng thòng. Với lại cái này thì cũng chỉ có bên mình chỉnh thôi chứ không ai chỉnh hết. Thì ra là mình rút cho thẳng ở đây luôn.
Rồi bây giờ mình sẽ khui cái cây đèn UV các bạn ha, để coi cái sức cắm của nó là có 3 chấu không, để biết đi mua cái ổ kiện 2 chấu, 2 chấu ok. Ngon. 40W. Rồi, anh gắn luôn đi. Gắn dưới lên quay luôn. UV này mình sẽ gắn dưới lọc các bạn. Mình sẽ gắn ngăn ngăn cái rãnh ở cái ngăn đầu tiên. Qua đóng được đâu? Lò ngay sau đi anh ơi. Cửa sau quá. Giờ sóng chén ra quá. Còn không anh lò qua cái lỗ của cái dây này luôn, còn chỗ nè. Nhưng mà sao mà xỏ cái đầu vô được? Cái đầu phía sau cái lọc còn chỗ không bạn ha, đó bây giờ mình sẽ lòn từ phía sau lên. Chà, cái bảng này bự, đút vô cái rãnh vừa, rãnh thứ hai đi, rãnh thứ hai chắc vừa, rãnh đầu hơi nhỏ. Cái này nó có cái hít luôn, trong đó có cây gì thôi chứ đâu có hít gì không. Hết phải mua hay sao. Rồi, cây UV sáng các bạn ha. Ok các bạn ha. Do cái phích cắm nó là 3 chấu hoặc 3 chấu xéo các bạn, bây giờ mình phải chạy đi mua cái ổ, cái ổ chuyển qua 2 chấu các bạn ha. Đây mình sẽ quay cái đường quê cho các bạn xem. Cái chỗ bán cái đồ điện cũng gần đây đó, đi xíu tới à. Saturday night at the arcade, silver coins in my hand, ready to make some damage. Saturday night at the arcade, silver coins in his hand, ready to make some damage. He wakes up, he gets drunk, and he hides at this den. He wakes up, he gets drunk, and I think I'm the same. All my heroes are dead. Rồi mình mua được 2 phích cắm rồi các bạn. Rồi giờ đi về. Hỏi anh cục này được không? Nè. Xéo mà. Đây, mình gắn cho các bạn. Rồi, ok ha. Rồi. Đó. Tính tàu không à? Sớm này chúng rút thêm cộng ở đây, chỉnh đi. Đây mình gắn cái sửa bên đây một đầu nữa các bạn ha, đó cái bên đầu này một cái bên đầu kia, thì mình chỉnh cục chỉnh bên đây là 30 luôn. Rồi bây giờ anh tôi đang vệ sinh cái mặt kính sau các bạn ha, đó. Mặt kính trước là của tôi nè, lấy hồi tôi vệ sinh luôn. Đó, đây là cái cục để tôi chà nè. You got that something, baby, that I can go without, just like a poison in me. You're all that I'm about, loving the highs, don't mind the lows. It's getting out of my control, I want that something. Ở dưới đây thì anh mình đang tháo mấy cái vật liệu lọc ra vệ sinh đó các bạn ha. Đây là mấy cái Nitro My Fan Ni Mini Ring. Đó.
lông vẫn rất là căng sọc rõ đẹp luôn nè. Đó, mà một số con chết cũng ghê luôn. Vệ sinh lọc lại các bạn thì cái cặn bẩn này kia dưới đáy á, nó quấy lên á. Bây giờ mình phải hút cho nó sạch trước khi mà mình bơm lên trên hồ quá ha. Chứ không thôi là bơm lên trên hồ thì nó đục. Rồi bây giờ mình sẽ gắn thêm một cái sủi oxy các bạn ha. Mình sẽ sủi thẳng vào lọc luôn để mình tăng cái oxy hòa tan trong nước. Đó, và để nó thúc đẩy nhanh cái quá trình xử lý các chất độc hại, quá trình nitơ các bạn ha, xử lý cái chất hữu cơ. Bốn đầu ha, máy này êm à. Đây mình có bốn cục đá sủi. Dây, rồi. Anh đừng để nó đâu. Để bên ngoài thòng dây vô. Để sóng dán được. Đường tính. Để vô ngăn giữa này chứ, ngăn giữa gần cuối này chứ. Nhưng mà nó đâu có chỗ để cái máy lên được. Để có cái gì lót thôi, lót thôi để cái máy lên được. Rồi đây là 500ml Burigan đó các bạn ha. Bây giờ mình sẽ bỏ vô trong hồ luôn, bổ sung thêm đồ chơi cho cái lọc này. Rồi bây giờ mình sẽ test lại nước các bạn ha. Mình test bằng cái JBL Road Scan này. Đó, test hết các cái nồng độ luôn. Rồi bây giờ mình vô nước chăm vi sinh lại nè các bạn. Mình chăm vi sinh bột nên nó hơi đục tí ra các bạn ha. Ok. Như vậy đó, mình đã hoàn thành cái quá trình mà gắn đồ chơi mới cho cái hồ tôm các bạn ha.